Nhìn như cổ xe tăng á, rất là lạnh. Mình bật đèn lên sáng có cảm giác nó ấm áp. Dàn này rất là đẹp, mình có thể trưng bày theo kiểu là bốn thớt dàn ngang như vậy hoặc là chồng lên nhau đều được. 5 CD hoạt động ok, ngõ ao ít hai đầu AV, dùng kết nối điện thoại, TV máy tính, ra jack 3.5 hoạt động ok. MD thì nó rít đinh nhưng mà nó một hồi nó báo nó đít. Cái này mình nhờ thợ kiểm tra để sử dụng chân chu chức năng này. Mình có thể chỉnh bass, chỉnh chép, nút này là chỉnh chép, tăng chép này nha. Hạ chép, tăng chép. Và đây là nút tăng bass. Chuyển ngõ qua nút này để mình kết nối điện thoại hoặc là chuyển ngõ qua những cái chức năng khác. FM của dàn là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo. Nãy giờ mình nghe nhạc nước ngoài qua chức năng kết nối điện thoại, chút xíu mình sẽ test CD cho mình. Lò đánh hai cầu, bốn đường tiếng trắng xanh đỏ đen. Công suất của Amply là công suất của lò là 90W một thùng, 180W trên cặp lò. Trở kháng của lò là 6 ohm. Góc cạnh của lò nha. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Em sẽ quay hết cái mặt sau cho mình tham khảo trước khi mình mua hàng. Công suất của Amply là 68W, hàng nội địa Nhật nguyên bản nguyên zin, chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung vàng thì liên hệ em. Ngõ ao ít hai đầu AV ra 3.5, dùng cái đó điện thoại, TV máy tính, mình có ngõ in và ngõ ao mình sử dụng ngõ in nha. Đây là mặt sau của dàn. Bây giờ mình sẽ quay ra trước. Mình có thể chồng 4 thớt hoặc dàn ngang 2 thớt như vậy tùy cái gu và sở thích thẩm mỹ của mình. Dàn chỉnh bass chép được nên dễ dàng phù hợp với đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trẻ cho tới nhạc đen đều ok. Bên em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện, canh nhận hàng tại nhà. Các nào mua bộ dàn này thì vui lòng cọc cho em 500.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi các anh nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Em bán hàng không bao ship nha. Hoặc là nếu mà mình không muốn chuyển đủ, mình không muốn chuyển cọc 500 ngàn thì vui lòng chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng cho mình một nhẫn dây hai đầu Avera 3.5 về kết nối điện thoại, TV máy tính. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chúc hàng hoặc nhắn tin Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau bộ dàn này qua Zalo cho mình tham khảo trước khi mình mua hàng. Hàng em bán ra nguyên bản nguyên zin, điện 100V, nên nhà mình có ổ áp thì lấy nguồn điện 100-110V sử dụng cho bộ dàn. Còn không thì có thể mua kèm cục đổi nguồn, giá bán cục đổi nguồn là 200.000. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng CD. Bass của nó là 15cm, chiều cao của loa là 30cm, chiều ngang cả bộ dàn là 78cm. Bộ dàn bài trí tương đối khá to để mình sử dụng tốt cho phòng 35-40m2. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng CD.
bạn sống trong tôi từ này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, buột nghiêng món nợ công vay chữ trả cho thầy. Mười năm hao giấy biết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vợ chẳng quen. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đơn, ngọn nguồn đâu phải do tôi, nợ sao người hỡi